Các giới chức Mỹ và Anh nói rằng rất có thể là một quả bom đã làm cho một chiếc máy bay chở khách của Nga bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập hồi tuần trước, giết chết toàn bộ 224 người trên máy bay. Nhưng các quan chức của Nga và Ai Cập phủ nhận có bất cứ bằng chứng nào đưa tới kết luận như vậy. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond hôm thứ Năm nói rằng anh đang thu xếp để đưa công dân về nhà an toàn từ thành phố du lịch của Ai Cập. Ông Hammond nói không có máy bay nào hướng về Anh được phép cất cánh từ thành phố Sharm el Sheikh cho đến khi chính phủ anh hoàn toàn chắc chắn rằng việc cất cánh là an toàn các chuyên gia đang kiểm tra xác máy bay để tìm kiếm những dấu hiệu của hoạt động khủng bố trong lúc một số tin tức cho biết các cuộc kiểm nghiệm pháp y cho thấy có những mảnh bom trên người một số nạn nhân các chuyên gia cũng đã thu hồi hai chiếc hộp đen ghi dữ liệu phi hành và âm thanh buồn lái của chuyến bay xấu số này tổng thống ai cập abdel fattah el sisi cho rằng tuyên bố nhận trách nhiệm của nhà nước hồi giáo là một thủ đoạn tuyên truyền và có mục đích gây thương tổn cho an ninh và ổn định của ai cập